Hennie mà là một cô gái, Linh đang tin chắc rằng những điều bàn tán về cô sẽ không chỉ dừng lại ở thời điểm cô đăng quang mà sẽ còn nhắc nhiều nhất trong lịch sử của các cuộc thi hoa hậu tại Việt Nam. Bởi vì sao ạ? Bởi vì cô chính là người dân tộc thiểu số đầu tiên đăng quang trong một cuộc thi nhan sắc rất lớn như vậy. Bên cạnh đó thì cô còn là cô gái mang những tiêu chuẩn khác biệt từ trước đến nay, như là một làn da bánh mật trông rất là khỏe mạnh nè. Bên cạnh đó là một mái tóc đen rất là cá tính, và chúng ta có thể thấy đây là những cái đặc thù không phải là tiêu chuẩn của vẻ đẹp Á Đông từ trước đến nay theo quan điểm của người Việt của chúng ta, vốn vẫn được coi là tiêu chuẩn rất là truyền thống để chọn lựa của các cuộc thi hoa hậu từ trước đến nay. Vâng ạ, rõ ràng là trong những ngày cuối năm này thì Hờ Hennie là một cái tên quá nổi, quá nóng. Khi mà từ khi cô đăng quang cho tới khi mà chúng ta thấy được những cái hoạt động đầu tiên của cô sau khi đảm nhận cái cương vị mới thay thế Hoa hậu Phạm Hương, Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2017. Và sự đặc biệt của Hờ Hennie còn ở việc là sau khi đăng quang, cô đã nhận được khá nhiều những cái ý kiến trái chiều nhau, thậm chí là còn có những cái ý kiến vô cùng gay gắt về nhan sắc của mình. Thế nhưng mà thưa quý vị, cô gái người ED này lại khiến cho chúng ta cảm mến ngay từ những cái sự chân thành gần gũi. Đúng khi mà rồi. Cô chia sẻ với truyền thông, với báo chí, và đó cũng chính là cái tính cách đáng mến của tân hoa hậu. Bởi vì từ lúc đăng quang cho đến nay thì những câu chuyện của cô luôn thu hút được sự quan tâm rất nhiều của dư luận. Và cũng chính vì vậy mà chúng tôi đã có lời mời tân hoa hậu Hoàng vũ Hờ Hennie đến với Cà phê Sữa Đá ngày hôm nay, và cô chia sẻ về quê hương, về gia đình và về chính bản thân của mình. Một Hờ Hennie có thể nói là vô cùng bình dị trước khi đăng quang ở một cuộc thi nhan sắc lớn, trở thành tâm điểm của truyền thông và công chúng. Mời quý vị theo dõi. Xin được cảm ơn Hoa hậu Hoàng vũ Hờ Hennie đã nhận lời mời tham gia trong chương trình Hot Show trên kênh truyền hình VTC9 chúng tôi ngày hôm nay. Em chào anh ạ. Hennie xin gửi lời chào trân trọng đến quý khán giả của VTC9. Thí sinh mang số báo danh 424, Hờ Hennie đã xứng đáng trở thành Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam năm 2017. Sẽ là những năm tháng thật đẹp trong cuộc đời của Hoa hậu Hoàng vũ Hờ Hennie. Những ngày qua thì bạn chính là cái tên được rất là nhiều người quan tâm và liên tục xuất hiện trên các phương tiện truyền thông cũng như là trong nhiều sự kiện. Bạn thực sự mặn rộng hơn rất nhiều so với thời gian về trước. Vậy thì bạn có thể chia sẻ được rằng sự thay đổi như vậy có thực sự đem lại cho bạn cảm thấy quá tải ở mình hay không? Khi mà hồi trước làm người mẫu, có những khoảng thời gian quá sâu thì mình luôn nói với và chia sẻ với các bạn rằng là ước gì ngày nào mình cũng bận rộn. Thì tới thời điểm hiện tại là đúng là cái điều đấy là bận rộn. Đi từ buổi sáng tới buổi chiều tối mới về. Thì Hen không thấy quá tải mà cảm thấy rất là hạnh phúc, bởi vì xung quanh mọi người đang quan tâm mình rất nhiều, và mình phải làm sao đấy để có thể hoàn thành tốt, để kiểu như đáp ứng và hoàn thành những cái điều mà các bạn đang trông chờ của mình. Tôi mong có thể mà qua cuộc trò chuyện ngày hôm nay có thể là Hennie có thể chia sẻ tất cả những cái sự yêu thích của mình nhất, để khán giả có thể yêu thích bạn hơn và hiểu về bạn nhiều hơn. Vì vậy thì với một mái tóc và với một cái làn da như thế này thì Hennie cảm thấy có phải là Hennie là một cô gái mà ở ngoài đời có cái cá tính mạnh mẽ không? Hennie là một cô gái thích, ví dụ như nói đến xe thì mình thích xe phân khối lớn. Nếu nói về thể thao thì thích chơi bóng chuyền. Nếu nói về đồ ăn thì mình thích ăn những món mà hơi cay, có vị cay và chua, đắng nữa. Đấy là những món ăn. Khi mà nói những cái điều sở thích đấy thì cũng thể hiện hay là một người khá là cá tính và mạnh mẽ, đúng không? Được biết là thường thì những cô gái ED ở vùng quê của Hen họ thường lấy chồng rất là sớm, và Hen thì gia đình Hen thì lại có 6 anh chị em, và nghe có là thông tin rằng là bố mẹ Hen cũng đã từng có suy nghĩ là cho Hen nghỉ học và đi làm chồng sớm. Vì vậy là nhưng mà cái động lực nào đã khiến Hờ Hennie tiếp tục theo đuổi cái sự nghiệp học của mình tới cùng như vậy? Hennie luôn thấy rằng là trên từng bước đi của mình luôn có những cái sự hỗ trợ và sự may mắn trên cái con đường của mình. Từ cái lúc mà sinh viên hay là từ cái lúc ở nhà thì Hennie nghĩ rằng là các anh chị sinh viên tình nguyện lúc mà về quê Hennie đấy là lần đầu tiên mà Hennie biết về môi trường đại học. Thì đấy cũng là một điều may mắn. Nếu mà trường hợp không có mấy chị thì mình không thể biết được đại học là gì. Thì từ những cái đấy thì Hen luôn nuôi dưỡng cho mình một ước ao, một cái khát khao, và luôn cầu nguyện là mình ước gì mình cũng được như mấy chị. Thì thành ra là từ những cái điều đấy thì nuôi dưỡng Hen luôn có một cái mới. Và Hen là một người mà thích khám phá. Thì Hen luôn thấy những cái điều mà mới lạ ngoài cái cuộc sống thường ngày của mình, thì Hen luôn muốn tìm hiểu, tìm tòi. Em gái ED ngay từ khi ở giữa buôn làng
thì Hen đã có những cái tư tưởng mới mẻ so với những cái bạn, những cô gái cùng trang lứa khác. Thì như vậy thì Hen có bị cảm thấy bị lạc lõng như thế nào? Là mình về quê thì mọi người hay bảo là em ế rồi Hen, mày ế rồi, thì hay nói như vậy. Thì đôi khi là mình cảm thấy là đúng là ở trong môi trường đấy là mình bị lạc lõng, nhưng mà mình lại có cái định hướng mới, tức là mỗi lần mình về Sài Gòn mình lại khác, và mình về quê thì đôi khi là mình cảm thấy bị lạc lõng. Cái sự khác biệt như vậy mà khiến cho Hen năm nay là 25 tuổi rồi mà vẫn chưa có người yêu, chứ phải như vậy không? Không, em nghĩ là không phải là như vậy đâu, tại vì đây là cái sự lựa chọn của em. Việc mà có người yêu hay là chưa có người yêu đấy là cái sự lựa chọn riêng của em, tại vì em muốn cái cuộc sống mình đầy đủ nhất, tiện nghi nhất thì mình mới đi đến cái chuyện yêu. Với lại là với Hen thì yêu, khi mà nói đến cái yêu hay là cái cách ăn uống là hai cái thứ mà Hen luôn phải khoa học và cổ vũ một chút. Em có thể tiết lộ một xíu về cái tiêu chuẩn của bạn trai mà Hen có thể mà định hướng cho mình sắp tới? Đấy là một người đàn ông luôn có ý chí cầu tiến, luôn có một cái trái tim luôn hướng về một nơi, có một cái tình yêu thương đối với con nít, và cái quan trọng hơn hết đấy là phải yêu thương gia đình Hen. Tại vì Hen có ba mẹ và những người anh chị em, thì Hen luôn muốn là hai vợ chồng sẽ luôn hướng về gia đình của mình để mình có thể giúp đỡ hay là luôn dành nhiều tình cảm nhất về gia đình. Tôi được biết là bạn đã phải từng làm rất là nhiều công việc ở thời sinh viên của mình, thì để cái duy trì của cái việc học của bạn, thì đến thời điểm đó thì Hen đã có nghĩ có một ngày mình sẽ trở thành một hoa hậu hay là một mẫu hay không? Nhưng mà đến với hậu Hoàn Vũ cũng như vậy, mình chưa bao giờ mà suy nghĩ là mình sẽ trở thành hoa hậu. Và ngày xưa thì mình có thể là mình nhìn sân khấu hay là mình nhìn những người nổi tiếng là mình có ao ước tất gì mình cũng trở nên giỏi giang như họ. Thì khi mình ước á, không phải là mình ước là mình nổi tiếng, mà mình ước là mình được giỏi như họ, được đứng trên sân khấu, tự tin hát hay là tự tin trình diễn. Hoa hậu Hờ Hen Nie sinh năm 1992 là người con của quê hương Đắk Lắk. Trước khi đến với cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ thì Hờ Hen Nie là người mẫu tự do ở thành phố Hồ Chí Minh. Cô sở hữu chiều cao 1m72, số đo 3 vòng 84-60-93. Cô có làn da nâu khỏe khoắn, hình thể săn chắc, mái tóc tém cá tính cùng những bước diễn đầy năng lượng. Tân Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam nhận 200 triệu đồng tiền mặt, vương miện luân lưu trị giá 2,7 tỷ đồng. Đồng thời được quyền đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Thế giới. Ngoài vương miện thì Hờ Hen Nie còn giành thêm giải phụ là người đẹp biển. Sau khi mà đội lên đầu mình được chiếc cái vương miện mà khiến rất là nhiều cô gái mong ước được như vậy, thì Hờ Hen Nie cảm thấy danh hiệu này có những gì không như mọi người khác. Ngày xưa mình nghĩ rằng là hoa hậu chắc là đội có một cái chức danh và cái cuộc sống nó vẫn bình thường. Nhưng mà khi mà làm hoa hậu rồi thì Hen Nie biết rằng là hoa hậu là mình phải luôn định hướng được cái hình ảnh, cái tinh thần và lối sống của mình phải luôn nghiêm túc. Thì những cái điều này Hen thấy tốt, tại vì cuộc sống là ai cũng phải có những cái định hướng riêng cho mình. Và nếu mà nuôi dưỡng trái tim mình bằng những tình yêu thương thì nó sẽ tốt đẹp nhất. Thời sinh viên của Hen Nie, các khoảng thời gian mà Hen Nie chưa tham gia vào showbiz, chưa tham gia vào những cuộc thi, thì Hen Nie đã có những cái thần tượng của mình là những ai? Chị Mai Phương Thúy, chị là một cái hoa hậu mà đầu tiên mà mình biết. Và khi mà tham gia thấy chị trên truyền thông thì toàn là những hiệu ứng tích cực. Và đấy, chị cũng là một cái tấm gương để mình học hỏi trên cái chặng đường mà mình là hoa hậu. Khi mà được đăng quang và trở về với hoa hậu 2017 thì cha mẹ cũng như là quê hương của Hen đón nhận niềm vui đó như thế nào? Bất ngờ quá, ba mẹ cũng không biết phải làm sao. Ba mẹ chỉ nghe là con giành được một cái giải đặc biệt, con có một cái gì đấy 200. Thì khi mà ba mẹ chia sẻ với truyền thông như vậy thì mình cũng cảm thấy là khá là ấm lòng. Hen rất là tự hào khi tất cả các phần thi của Hen, nếu mà các bạn để ý thì Hen nhìn xung quanh và Hen không biết là ba mẹ mình ngồi đâu, nhưng mà luôn muốn nở nụ cười để ba mẹ thấy rằng con gái ba mẹ đang rất là tự tin trên sân khấu và rất tự hào vì là con của ba mẹ. Dòng máu thuần chủng của người ED. Cuối đấu trường nhan sắc quốc tế sắp tới thì Hen đã chuẩn bị cho mình những gì? Với đấu trường nhan sắc quốc tế thì đây là một cái giấc mơ thứ ba, nhưng mình hay chia sẻ Hen sẽ cố gắng hết mình trong cái chặng đường này. Tại vì giống như bây giờ Hen nói là hình ảnh của Hen muốn là thứ nhất là làm về cộng đồng, thứ hai là đầu tư hình ảnh của mình thật tốt, training thật tốt để có thể ra đấu trường quốc tế. Thì Hen cái căn bản là Hen thiếu là đang là tiếng Anh, và trong thời gian sắp tới Hen sẽ cố gắng học
học thật tốt tiếng Anh, có thể nói là từ zero đến hero chẳng hạn. Và cái thứ hai là mình phải training cái cảm xúc của mình, biết bộc lộ hơn, biết chia sẻ hơn thì mình sẽ có thể là bày tỏ được trước giám khảo hay là khán giả và các bạn cùng thi của mình ở đấu trường quốc tế. Xin được cảm ơn Hen đã có những chia sẻ rất chân thành trong ngày hôm nay và xin được chúc bạn sẽ thành công trên con đường phía trước và đóng góp thật nhiều cho cộng đồng và cho xã hội. Xin được cảm ơn.